Nhà thích cam nè con. Nè, làm gì vậy? Sao tự nhiên không nói tiếng nào mặt trầm dầm đóng vậy? Con bực mình. Bực cái gì? Sao bực? Con bị người khác coi thường á. Ai coi thường con? Tại sao coi thường? Nói cô nghe, cô giải quyết được hết. Anh bẫy cò. Bẫy cò? Nó làm gì con? Đi, đi với cô. Đi với cô lại, cô qua cô hỏi tại sao nó coi thường con. Chứ sao? Kể cho nghe nè. Hôm qua, anh hẹn con ra. Anh hẹn con ra? Ra đâu? Ra bờ đê hả? Ra ngoài ruộng? Không. Ra ổ rơm? Không. Chứ gì đâu? Đường lộ thôi hả? À, rồi sao nữa? Có sao không? Anh hỏi con á là em thích cái gì? Rồi con thích cái gì? Anh rủ em đi ăn kem á. Em đi không? Em... Ăn kem hả? Ừ. Trời ơi, đi chứ. Em thích kem lắm á nha. Rồi đi ăn kem xong cái anh rủ đi coi phim. Chịu đi không? Thì cũng được. Dù gì đi nữa em cũng thích xem phim. Nếu em muốn đi, đi mình đi. Được rồi. Anh biết cơ. Anh hỏi con nữa là thích đi xem phim không? Cái gì? Nó kêu thích đi xem phim không hả? Không có được nha. Không có được để dụ dỗ vô mấy cái chỗ đó nha. Cái chỗ đó là cái chỗ đèn đuốc tắt, đen thui như mực. Tớ hù à. Chỉ có những cái cặp đôi hả trong đó không có được vô, không được nghe lời, nghe chưa? Không phải. Chứ sao? Anh rủ con. Ừ. Rồi xong cái anh nói điên mình đi. Ừ. Anh đi về. Trời ơi, sao nó vô duyên dữ vậy ta? Bình thường á, cô thấy nó cũng không có duyên lắm. Mà tại sao bữa nay vô duyên nặng dữ vậy? Hay là có khi nào đó cái tuổi đó nó chưa có vợ, tự nhiên nó bị khùng khùng không ta? Thì đó. Ờ. Con cũng đâu thích ảnh đâu. Ừ. Con cảm thấy con bị tổn thương. Đó. Cô coi coi ý của ảnh như sao? Theo như cô nghĩ, kinh nghiệm đầy mình của cô á, có lẽ nó thích con. Nó thích con, nó muốn tiếp cận với con, cho nên mới chọc ghẹo con vậy đó mà. Con cũng nghĩ như vậy á. Ừ. Bởi vậy con về nhà, con thắp mấy cây nhang, con giái liền. Ôi, mày muốn lấy nó hả? Muốn hai đứa hợp đôi hả? Không. Chứ sao? Con giái á là ảnh yêu ai bị người ta bỏ. Trời đất ơi, rủ ai đi đâu chơi á cũng bị người ta từ chối hết. Không nhận á, nhìn mặt cũng xinh xắn dễ thương hiền lành, sao bụng con ác dữ vậy con? Cỡ tuổi đó chưa có vợ mà mày còn trù cho nó hả? Bỏ bị bỏ hết là nghĩ sao? Hay bị anh chê xỏ con chi? Có thù á mà không trả sao ăn ngon ngủ ngon được cô? Cũng phải ha. Bà Hồng, lấy ly phê coi. Ai uống? Tôi uống chứ ai uống trời. Có đem tiền không? Bà, không lẽ tôi thiếu bà hoài. Ngồi đây mày, tao lấy liền. Đánh tiêu, ngồi chơi, ngồi chơi. Ủa, sao hôm nay đi uống nước một mình vậy? Thì đi một mình, thì uống một mình. Ờ, cũng đúng ha. Ê, em khoái ăn cá viên chiên không? Khoái. Ê, vậy chiều nay đi với anh Tèo ra ngoài quán đầu đường mới mở ha, ăn cá viên chiên đi. Ừ. Mà không. Sao vậy? Lật kèo lẽ mới hưu ăn giờ hưu không? Anh học chiêu của anh phải còn đúng không? À. Chiêu gì? Làm sao vậy? À, thì Hân này á dễ thương duyên dáng, không có dễ bị dụ đâu á. Trời. Chơi mấy chiêu đó với tôi chù cho ế vợ. À. Ê, đừng chạm tự ái nghe. Rủ đi ăn cái viên chiên không đi thôi. Chiều nay anh rủ hai nhái đi ăn. À, rủ ai thì rủ đi. Chiều nay tôi cũng đi ăn cái viên, nhưng mà tôi đi mình. Kệ em, không thèm ngồi với em nữa. Anh qua bên kia ngồi. À. Ly phê lẹ đi. Trời chốt mày. Tôi rủ cô Diễm Hồng đi.
Chị mua về dùng thử đi chị. Cái này rất tiện lợi, sạch sẽ và hiện đại nữa. Chị mua về dùng thử đi. Cái này hiện đại lắm. Nhìn nó giống cái bếp ga ghê ha. Cái này là bếp điện từ chị ơi. Bếp điện từ hả? Dạ. Là xài bằng điện á hả? Dạ đúng rồi. Chị chỉ cần á ghim điện vô là xài thôi. Nhưng mà có giật không? Dạ không nha chị. Đảm bảo an toàn và hiện đại nữa. Hiện đại hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, tôi nghe mấy cái hiện đại tôi sợ lắm. Là sao chị? Ý là hao điện á. Ba cái quỷ cái yêu này tốn điện dữ lắm. Cái này á có chế độ tiết kiệm điện rất là hay. Tiết kiệm điện hả? Ừ. Nhưng mà xài có bền không? Cái này xài rất bền nha chị. Em bảo hành cho chị 2 năm luôn. 2 năm? Dạ đúng rồi. Màn đét thôi. Cái ông lò nhà tôi xài cả chục năm trời. Cái này có 2 năm hả? Ồ. Nhưng mà ông lò của nhà chị á, mỗi lần nấu là phải nhúm lửa, rất là bất tiện phải không chị? Nhưng mà xài lâu rồi thấy cũng bình thường. Cái này á, chị chỉ cần bấm nút là xong à. Bấm nút này là xong hả? Dạ đúng rồi. Ngộ quá ha. Ở thành phố bây giờ á, người ta xài cái này không à chị ơi? Thiệt không? Dạ. Em có dám nói láo đâu. Nói láo là không có răng ăn cháo luôn á. Nhưng mà trong đây có chế độ nấu cháo không? À, dạ đây. Đâu? Đây, đây có chế độ nấu cháo nè chị. Ờ, à, hay dữ ta. Biết sao không? Để tôi nấu cháo thằng con trai của tôi. Dạ. Để tôi suy nghĩ thử coi. Suy nghĩ gì nữa? Chị mua về dùng thử đi. Ở bên công ty của tôi á, đang có chương trình khuyến mãi. Khuyến mãi? Đúng rồi. Khuyến mãi gì? Mua một cái bếp điện từ sẽ tặng ngay một cái hộp quẹt ga. Màn đét ơi, khuyến mãi cái gì mà trất quất vậy? Để cho mỗi khi á, cái bếp điện từ của chị bị hư á, chị dùng cái hộp quẹt ga chị nhúm lửa lại cái lò 10 năm của chị. Ờ thì thấy cũng ham thiệt đó. Nhưng mà hả, để tôi coi tí má của tôi sao chứ. Lỡ mua về ông bà không chịu mệt lắm. Ông bà lớn tuổi rồi, có theo kịp thời đại đâu. Chị còn trẻ, chị phải là người tiêu dùng thông thái nhất. Đúng. Không lẽ cái con hai nhái này suốt đời quê mùa giống tư ếch. Tôi quyết định rồi, tôi lấy cái này. Dạ dạ, để em sẽ ghi hóa đơn cho chị liền. Ừ. Sao mà thời buổi vậy mà khó khăn quá, bán buôn ế ẩm quá, không ai ghé mua giùm cho con cái hết trơn á. Có không? Ủa? Cô bán cho con ly trà đường đi. Ai uống vậy? Dạ Tí con. Sao Tí này uống trà đường? Dạ dạo này Tí con nóng trong người á, nên nghỉ uống cà phê mấy hôm mà. Ủa? Sao nay cô để mấy nãy đây? Của nhỏ em nó bán ngoài chợ. Mà nó ế quá, cô đem gì bán phụ mà. Đúng rồi, ế là phải rồi. Giờ ai xài ba bếp lò nữa, ta xài bếp từ hết rồi cô ơi. Cô nhớ nhà con cũng xài bếp lò này phải không? Mua giùm cô đi, cô giảm giá cho. Thôi, hết rồi, nhà con không xài mấy này nữa. Nhà con xài bếp từ rồi, mới mua nè. Xài đó xong rồi mới thấy ba bếp lò bất tiện thêm một. Ủa, cô không? Tự nhiên cái cọc à. Lũ ta có sao ta nói vậy. Nhiêu gì cô không? 10 ngàn. Bữa nhớ bán có 8 ngàn. Bên đây lên giá rồi. Đem về đi. Đúng là có trăng quên đèn, có mới nới cũ. Tao á trù cho ba cái bếp mới bây giờ hả, nó mát, nó tưng, nó giật cái hả, rồi nó hư á, lại đến tìm tao, tao bán giá trên trời á. Trời ơi, cái thời buổi bây giờ mà ai xài ba cái bếp này nữa không biết nữa. Cô chủ ơi. Ơi. Ủa, cậu uống gì? À, cho con ly cà phê đá đi. Ừ. Ủa, cái gì vậy? Đây là bếp điện từ. À, con là nhân viên tiếp thị. Cô mua dùng thử đi. Cái này rất tiện lợi, sạch sẽ và hiện đại nữa. Bây giờ đâu có ai xài mấy cái lò này nữa đâu cô. Đi về đi, đi liền, đi. À, sao vậy cô? Không có bán gì hết.
dẹp. Con chưa uống nước đừng mà. Đừng có để tôi thấy mặt nghe chưa. Đi về đi. Trời ơi, bữa nay là cái ngày gì vậy trời? Tôi nhớ sáng giờ tôi đốt phong long rồi mà. Trời ơi, con Nhi đâu? Nhi. Dạ. Trời đất ơi, tự nhiên cái bếp nấu cơm của tao mà đem để ngoài trời mưa trời gió là sao? Hả? À, dạ. Con mới mua bếp điện tử con để ngoài. Trời đất ơi, cái bếp nhà này là xài 10 năm rồi, tự nhiên mà còn tốt thì mày xài mà đem dục làm sao? Không đâu dục đâu, con để ngoài thôi à. Rồi lấy gì xài? Mới mua bếp điện tử. Trời ơi, bếp nó tiện quá trời tiện luôn. Trời đất ơi, cái bếp này người ta nấu cơm kho cá rồi nó ngon gần chết. Đi đổi cái bếp khác làm sao? Ủa, nấu cơm kho cá thì ngon cách người ta nêm nếm. Chứ ai nói với tía là bếp này nấu ngon. Không, tao không cần biết. Bây giờ mày đem cái bếp kia mày trả. Mày đem cái bếp vô trong đó cho tao. Để lên. Bếp mới mua sao tía? Trả lên cái đó. Không có trả được. Ủa sao trả không được? Mua là sao trả? Siêu thị người ta mua hư hao người ta đổi được hết, trả được hết. Nhưng mà con không có mua ở siêu thị. Trời đất ơi, mua đâu? Mua mấy chỗ nhỏ lẻ tí. Rồi, mày mua nhà mấy chỗ mà hàng dở mà hàng giả rồi, trả không được cái gì? Không, chỗ này mua xịn lắm. Người ta bảo hành đi 2 năm. 2 năm? Cái kiểu này chắc 6 tháng quá. Không, 2 năm. 6 tháng là sang thao đó. Thôi, rồi, đem cái bếp vô trong cái tao. Thôi. Nhưng mà hôm qua tiếng cơm ngon không? Ờ, được. Đó, Quang nấu bếp đó đó. Bếp đó hả? Ờ. Hèn chi tao thấy cái hơi kỳ kỳ. Chở mặt nhanh dữ trời. Không còn nói nhiều. Bây giờ ha, một là mày đem trả cái bếp kia, đem cái bếp này vô trọng cho tao nấu cơm. Hai là sau này tự ai nấu nấy ăn. Tao giữ cái bếp này, tao nấu, tao ăn. Ok. Trời ơi, thời buổi giờ cái bếp lò xấu quắc vậy, ai mà mua. Cái gì vậy? Gì mặt buồn so à? Tao, nhà mày xài bếp gì vậy? Sao? Bởi sớm này có tôi với bà bạn nhiều chuyện với nhau mà bà không biết quan tâm tôi gì hết trơn. Tôi chạy xe ôm vòng vòng ngoài đường tối ngày ăn cơm bụi không có bao giờ nấu nướng gì đâu, xài bếp bởi. Chán ghê vậy nha. Sao? Dạo này quán tao đã ế rồi, tao bán buôn thêm này ế quá trời, không ai mua hết trơn á. Cười mà quá, chừng nào bếp đã hư người ta mua bếp mới chứ ở đâu than thở vậy. Mày biết rồi á, mấy cái bếp này á, nó rất là bền. Nó xài 3-4 năm á, nhiều khi cả 10 năm chưa hư nữa đó. Ê ê ê, giờ bà muốn người ta mua bếp của bà nhiều không? Vậy thì bây giờ bà nghĩ cách làm sao á, cho mấy cái bếp này nè, nó mau hư đi. Xài cỡ nửa năm, năm, 2 năm gì đó là nó hư, người ta mua bếp mới của bà. Khùng quá. Người ta dân ở mình ở đây á, người ta dân quê, người ta nghèo. Mua cái bếp á, người vậy mà người ta còn không có tiền người ta mua. Mày đi hả, mày đi làm ba cái bếp mà xài mau hư rồi người ta lo ta đi kiếm đồ xịn ta xài hay sao? À, cũng đúng ha. Chứ tôi đồ giỡn là tôi không có mua đó. Mà bà ơi, thời buổi giờ tân tiến rồi ai đâu xài mấy bếp này nữa. Tôi thấy mấy nay ngoài chợ người ta bán bếp từ gì đó, bà con buôn vô coi đông lắm à. Tao thấy rồi. Hôm bữa nó vô đây nè, nó tiếp thị cho tao chứ. Ha, tao tức quá, tao đuổi ra đường luôn. Tao không bán cà phê mà tao còn đuổi đi một trận luôn á. Trời ơi. Vậy đó. Bà sao kỳ vậy, người ta vô người ta bán bếp mà bà chửi người ta. Chưa đâu nha. Tao mà còn gặp ngoài đường một lần nữa tao còn chửi nữa chứ đừng nói vậy là thôi đâu. Ôi bà ơi, bà kỳ quá. Thì người ta cũng kiếm cơm ăn thôi chứ gì đâu mà đuổi người ta. Nhưng mà ba cái đồ hiện đại đó bán ở đâu trên thành phố đi. Ở đây là dân quê người ta xài cái gì bình dị chất phát nó quen rồi. Tự nhiên tràn lan xuống đây hả, dụ người ta mua. Bà sao ngộ quá. Không lẽ không cho cuộc đời bà con mình tân tiến xài đồ xịn hơn chút. Thì bây giờ tôi nói bà nghe, 100 người bán, 1 người mua. Bà chửi thằng này thì mai mốt có thằng khác nữa tới bán nữa mà bà chửi hết không? Tao không biết, tao tức là tao chửi à. Vậy bà, đi. Bà không được như vậy, bà phải học hỏi người ta. Cái người ta tiếp thị đồ ra ngoài chợ rau sùm, bà cũng phải học cách tiếp thị đồ này kia cho người ta biết tới bếp của bà.
Sao mày biết tao không tiếp thị? Quán tao nó ế, tao phải đi từ sáng đến chiều tối ngoài chợ. Có tiếp thị luôn hả? Trời ơi, mày biết tao rao từ đầu trên xóm dưới, hang cùng ngõ hẻ nào người ta cũng nghe. Nghe như vậy mà không ai mua tao mới tức chứ. Đó đó, bà biết sao bà rao mà tao không mua không? Tại cái miệng của bà đó. Trời ơi, bà nói chuyện tôi nhức đầu gần chết rồi, bà còn đi rao nguyên ngày nữa, ai mà mua? Bà phải học hỏi, bây giờ bà về lấy điện thoại lên trên mạng á, đọc mấy cái thông tin, thông báo, tin tức, báo đài rồi này kia, mấy cái mà công nghệ 4.0 rồi đó, thì bốn giờ phải tiếp thị kiểu đó người ta mới mua. 4.0 là cái gì? Là sao mày nói tao rõ nghe coi. Giải thích nhanh không bà cũng không hiểu nổi đâu. Mà bà yên tâm đi. Giờ bà để mấy cái bếp này, tôi sẽ có cách giúp bà. Ok không? Rồi rồi, đổi kiểu. Đổi kiểu. Rồi. Không chứ mày. Chưa, đợi. Lâu vậy? Rồi, bây giờ đợi tôi đăng mấy tấm hình lên trên mạng xã hội là chiến dịch giải cứu ông lò thành công bắt đầu. Nhẹ ha, tao đi chợ cái nha. Ủa, sao giờ này chưa rồi bà đi chợ sao nó ăn kịp? Sao không kịp? Trời ơi, mày biết không, tao xài cái bếp từ á, nó xài nhanh nữa là nhanh, nó nóng nhanh lắm mà ngon nữa. Cái gì? Cái gì là cái gì? Nãy bà nói bà xài bếp từ. Đúng rồi, trời ơi, mày biết không, cái bếp từ á xài đã nha, tao nhỏ em mua giùm cái bếp từ về xài, công nhân xài nhanh lắm luôn á, đã là đã luôn. Đã gì? Nghĩ làm sao sáng giờ bà nhờ tôi suy nghĩ đầu óc dắt óc ra để mà kiếm cách giải cứu ông lò cho bà. Rồi cuối cùng bà cũng xài cái bếp từ của người ta chứ không có xài bếp lò của bà. Nãy giờ tôi chụp hình muốn hết pin điện thoại luôn nè. Cự khỉ. Công nhận mặt mày ngu thiệt cái nha. Trời đất ơi, cái ý của tao á là tao phải mua cái bếp đó vì tao xài, để tao coi khuyết điểm của nó, rồi mới thấy được cái ưu điểm của bếp của mình, rồi tao mới nói được với người ta. Mày không có hiểu gì trơn, trội rồi lam sùm à. Tức là bà xài cái bà so sánh hai cái bếp, cái bà giới thiệu với người ta. Hay ta. Trời ơi, bởi vì đúng là gừng càng già càng cay bà ơi. Hay quá. Tía, không dạ. Những nồi nấu nhanh ghê tía. Mới nấu cháo với thằng cu mà giờ chín rồi. Nhanh chưa chắc ngon đâu. Ngon tía. Coi chừng nó chín hổn đó. Nấu cháo mà phải lửa riêu riêu vậy nó mới nhừ, nó mới ngon. Trời ơi. Ủa, mà tía nhất quyết là nấu ăn mình vậy luôn á hả? Tía mày, quân tử với ngon nói là làm. Nấu ăn gì hết. Sao mà tiếc cổ hủ à? Nấu nào tiện thôi chứ. Ai đó cổ hủ? Tiếc chứ ai. Má còn hiểu mà sao tiếc không hiểu chứ vậy? Thôi, mày lo mày nấu cơm báo cho má con mày ăn đi. Nhiều chuyện quá. Chi cực chứ tía. Tôi hết cực vậy đó. Ừ. Sao mà tía nấu sớm vậy? Trưa mới ăn mà. Kệ, nấu giờ này nè đó. Bây giờ cái than chín lát nữa rồi nó riêu ăn cá nó sắc xuống mới ngon. Đó. Ừ. Nhìn cho coi. Ủa tía nấu chè hả tía? Nãy giờ thấy tía bỏ 8 muỗng rồi đó. 8 muỗng rồi 8 muỗng. Tao thích ăn ngọt được không? Nè bỏ thêm muỗng nè. 9 muỗng rồi đó. Đó 9 muỗng nè. Tôi thích ăn ngọt. Nấu cơm đi. Lo là mấy con mày ăn đi. Trời, tía lo gì con? Nấu xíu chín. Bếp điện tử lo gì? Tía lo bếp lửa thôi kìa. Mày lo mày đi. Sao ngọt gì vậy trời? Tôi đang niêm mà con nhỏ nhái này nó nói làm tôi tự ái, tôi bỏ cái đống vô đúng rồi. Thiệt. Bà cái gì vậy? Nhái. Gì vậy? Chết rồi tía ơi, tự nhiên cúp điện rồi. Cúp điện mà làm như nhà cháy vậy. Giờ sao? Đang nấu ăn tự nhiên cúp điện. Nấu ăn? Ừ. Cúp điện? Ừ. Bếp điện từ phải không? Xài điện đúng không? Cá ngon quá con. Để tôi ăn cá ngon. Bếp điện từ
cúp điện nhìn nát. Trời cá ngon thiệt. Sẽ cho con mượn bếp lò xíu. Bếp lò nấu gần xong rồi còn xíu nữa. Một xíu à? Không. Tí cho con mượn xíu thôi, nấu gần xong rồi. Không là không. Tí chút xíu, xíu xíu. Đó, cho con thấy được cái sự hiện đại của con nó bất tiện như thế nào, thấy không? Nè, không có gì mà hoàn thiện hết á. Cái gì nó cũng có lợi và có cái hại, thấy không? Đừng có bao giờ dội cái mà có cái mới, cái nới, cái cũ, có trăng, cái quên đèn, thấy không? Tí con biết lỗi rồi, sao con mới vậy nữa? Không biết lỗi gì đó. Nói tóm là một câu ngắn gọn. Ra ngoài ăn cơm tiệm rồi, xong. Tiêm cho ông mượn thiệt á hả? Không. Thôi tí cho con mượn. Không, không. Đi đi, ra ngoài ăn cơm tiệm đi. Đi. Không cho mượn thiệt luôn hả? Không. Cá ngon quá con. Cá kho cá lò ngon. Cá gì mà ngon lực. Trời ơi trời, cái này ném đi cá rô nấu chè luôn rồi, cái khó gì. Trời ơi, công nhận mình bán quán nước thì ế, mà nhờ cái này lấy lại đỡ quá trời quá đất ơi trời. Cảm ơn lò, cảm ơn lò. Ủa, đi đâu vậy con? Ngồi ngồi. Trời, sáng đếm tiền sớm ha. Tiền nhở hả? Bán mấy cái bếp lò. Nhờ mày mà cái chiến dịch gì á, giải cứu ông lò thành công á, tao mới bán được á. Mày coi kìa, bán thành cách luôn. Cái gì bán hết luôn rồi hả? Ừ. Trời ơi, chúc mừng bà kìa. Ừ. Uống cái gì tao đãi? Đãi hả? Ừ. À, cho ly phi sữa. Ừ, được á. Đập thêm 4 cái trứng hột gà vô. Công nhận biết tranh thủ cơ hội dễ sợ nha. Không sao, tao đang vui, cái gì cũng được hết. Ok, ok. Có Hồng ơi, có Hồng. Có Hồng ơi. Gì vậy nhái, làm gì mà chạy dữ vậy? Mấy cái lò đã hết rồi cô. Bán hết rồi. Thôi chết rồi. Cái gì vậy? Tự nhiên con đang nấu đồ ăn á. Ờ. Cái cúp điện. Chết cha. Trời trời trời. Vậy là cái bếp hiện đại nó hỏng, có làm gì được nữa hết hả? Hết công dụng rồi hả? Dạ. À, chưa buồn với con ha. Giờ sao cô Hồng? Giờ sao? Anh Tèo giờ sao? Anh có bán bếp lò đâu biết. Ôi trời ơi, dễ mà. Không hiểu hả? Không. Ui sao mày hả? Trẻ mà không thông minh vậy trơn á. Bây giờ nè, dạ, con đi nha, cô chỉ nha. Dạ. Con đi thẳng ra khỏi nhà cô. Con quẹo qua phải. Quẹo phải. Dạ. Con đi khoảng 100 thước. Cái con đi thẳng khoảng chừng 20 bước chân. Cái con quẹo qua bên trái. Cái con thấy một cái cầu. À, cái cầu ở cái rạch nhà mình đó, nhớ không? Cái rạch cái xóm mình đó. Dạ nhớ, con, dạ nhớ. Đồng cái con quẹo bên phải lần nữa. Cái con đếm khoảng chừng 32 bước chân. Ha, 32 bước, nhớ đếm cho đúng nha. Là con thấy liền. Thấy gì? Ừ, tôi quăng ăn, vô ăn. Cái gì vậy? Mày tới đó mày ăn cho là lẹ lên, khỏi cần phải nấu. Nãy giờ cô Hồng chỉ, tưởng đâu cô Hồng chỉ có đi mua bếp lò. Trời ơi, đi mất cơm. Thì vô ăn cho lẹ khỏi nấu. Trời đất ơi, đi lẹ đi. Ờ, vậy ha. Gì đâu vậy? Đi ra tiệm mua đồ ăn chứ sao. Ờ, đi đi. Hẹn chiều nay mà sao không thấy anh. Gió yêu yêu lòng bỗng nhiên. Hẹn một giây nghe bằng thấy ký sâu. Em đã yêu lần đầu, anh đã yêu lần sau. Dạ. Giấc trưa này mà nghe nhạc trữ tình, nghe cái bộ êm tai của anh cô Hồng ha. Dạ, anh hai mới qua. Nhạc sống hả cô? Trời, em muốn chết này chứ mà sống gì anh ơi. Sao vậy? Thì đó, anh coi quán ế quá, cho nên em phải mới mua này về hát. Đó, anh coi đi. Có cục gì thôi hả? Dạ. Dạ, nhỏ nhỏ mà cũng có vỏ ha. Có cục gì mà nghe cũng lớn quá chứ. Trời ơi, quán ế mà cô đầu tư vậy thôi, ngon lành vậy thôi chứ. Dạ, thì tại vì quán ế em mới đầu tư đó anh. Sao tôi thấy cô ế quá, cô không đầu tư cho cô đi. Thì em cũng đầu tư, nhưng mà sao không ai rước em hết trơn có trụi à. Ủa, mà anh uống gì? Uống với kỹ. Có liền. Hôm qua, cái thằng ba dai nó ghé quán em á. Nó nói sao mà cái quán của bà ế như chùa Bà Đanh á. Cho nên nó bày cho em mua cái loa đó anh. Ủa rồi ba cái đồ để đây tối không sợ mất sao? Quán của cô đóng cửa cũng như không. Đâu có, em phải đem về chứ. Mấy triệu bạc của em chứ bộ.
ở đây á mà mỗi lần á hả để cái đồ gì mà có giá trị chút qua chút xíu á mà quên cái là bốc hơi liền à. Ừ mà ba cái này thấy cũng gọn nè, đâu có dây nhợ gì đâu, tưởng đâu có dây có nhợ như ba cái âm thanh hồi trước mở ra mở vô như này vinh đi dễ mà. Dạ trời ơi, mấy cái đồ đó hồi xưa xưa lắm rồi, giờ tụi nó mua ba cái loa kẹo kéo này à, nó tiện lắm anh. Nè cà phê của anh nè. Rồi, cảm ơn cô nha. Dạ. Cô Hồng. Cô Hồng mày. Dạ hai. Trời đất ơi, mày giống Tào Tháo ghê vậy. Mới nhắc là mày đến liền à, mày chết linh lắm á. Mày rồi đó, con ba gia chứ phải Tào Tháo đâu nha. Khai trương má chưa? Mở con hát bài chơi, buồn quá. Sao nhà mày không mở lo mày hát, mày qua đây mày kêu người ta mở. Dạ, nhà hát mình không đã. Ủa mà sao bữa nay bác hai uống cà phê trễ dữ? Tao rảnh giấc nào tao đi giấc đó thôi. Dạ. Rồi giờ mày uống cái gì? Tao làm luôn cho nè. Này có cái loa kẹo kéo, lấy con ly nước cam, hát cho nó ngọt. Đúng rồi. Vậy đó, được rồi đó. À, mở bài hát luôn nha. Ừ. Trời ơi, công nhận. Uống ly nước cái có bài hát hát liền. Rồi. Alo, alo. 1, 2, 3, 4, 5. Vô. Em ơi. Ngày mai tôi sẽ có quên người. Cho dù em có quay về đây. Ngày mai tôi sẽ rời xa em. Cho dù em còn yêu tôi. Sống người ta xưa là phải lắm. Chà tấn. Ơ, tính tiệm ra không ơi, về nha. Ở đây chó sủa chịu không nổi đâu, bỏ con qua. Đã là bò đi hết, ta chẳng ngờ gì nhau, cho quên đi. Bác hai, con đang hát rồi bác hai. Má, má, má. Hả? Má nói đi. Nhà này giờ giết là tao, coi chẳng có quyền gì chứ. Nói gì, nói gì? Nói vụ nãy á. Vụ gì? Thì cái vụ nãy con nói má nghe đó. Ông gì? Sao bữa nay ông uống cà phê quán cô Diễm Hồng về sớm vậy? Ủa tôi nhớ mỗi lần mà tôi nói tôi đi qua quán bà Hồng uống cà phê bà càm ràm lắm mà. Sao hôm nay tôi đi bà Hồng về tôi thấy hỏi thăm hỏi lom rồi dữ vậy hả? Thì mấy bữa khác nay khác. Khác gì? Ông uống cà phê bên đó thấy có gì mới không? Có đâu mới cũng ý vậy của mẹ em. Dạ không tía, ý má hỏi á là bữa nay tía thấy quán của Hồng có đông khách, có nhộn nhịp hơn thường ngày không có tía? Đúng rồi đó. Bữa nay có đông không mỗi bữa? Thì quán xá bữa đông bữa ế là chuyện bình thường. Như là cổ mới mua một cái loa mới đúng không ông? Tấm Tàng nói cho nghe vậy đó. Đúng rồi đó tía, cô Hồng mua loa hát nghe đã lắm tía ơi. Có thấy không tía? Tía thấy cái loa phải không? À, đâu có đuôi. Lo tổ bố rồi sao không thấy? Ước gì á nhà mình cũng có cái lo giống vậy hả tía? Tôi cũng thấy vậy đó. Từ đầu trên xuống xóm dưới á, ai cũng có lo hết rồi, chỉ có mình nhà mình chưa có. bà mở miệng ra là tôi biết rồi. Bà biển tấm tàn ở nhà đầu độc chứ gì? Rồi bây giờ chịu theo nè, chịu trái cân phải không? Tính dụ tôi cái gì? Tía, hình như tía phái Tân Cổ giao viên đúng không tía? Còn tải hiện đóng này luôn nè, đó. Thôi, đừng có dụ tao. Tao đi guốc ở trong bụng mẹ con mày á. Alo, 1, 2, 3, 4. Tía, hình như ba giai đang thử mít bệnh đó tía. Con bệnh con chơi xíu còn gì rồi nha tía. Thằng này giống ai mà ham ca ham hát dữ ta? Giống ông chứ ai. Cũng có lý. Mấy thứ kia giống bà hết, thì có cái này giống tôi nè. À bây giờ vậy, anh á là tên trưởng, cũng là đội trưởng của cái nhóm ca hát này. Bây giờ tụi em xin phép như anh trưởng hát trước. Dạ mời anh. Hãy đâu có được. Làm như vậy á người ta nói anh làm lớn làm láo. Thôi anh nhường cho mấy đứa hát trước đó. Ê, có làm sao đâu, tụi em út không à, nhường anh hát trước á. Thôi em hát trước đi. Anh hát trước đi. Thôi em hát đi. Anh hát đi. Em hát đi. Ủa có gì đông vui vậy? Qua hát karaoke cho vui nè. Karaoke hả? Qua đây
Được à? Quá được chứ, qua đây, qua đây. Ê vậy, cho tôi hát nha. Ê, chọn bài đi. Lâu lắm rồi mới được hát á. Chỉ bài luôn hả? Ờ, kiếm bài nào ông thích đó. Ông anh tôi á, ông anh tôi. À, múa minh họa giùm tôi đi. Rồi, rồi. Múa minh họa đi. Đây, 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 đây. Một trang hóa tay đi. Dạ, cái sử là phải còi chứ được. Phép, hát. Xưa đã qua rồi, cái thời nhà tranh dân đứng. Nay đã đổi đời, lộn lắm nhà. Mai ngôi tường xây, đi từ nhà. Được mùa cây lô tốt tươi, thằng tôi hãy tỏ sướng vui ở cuộc đời. Em đời có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời. Bao lâu 20 năm sau sầu bướm cao bời bời, 20 năm cuối là ba năm ơi. Trời ơi, 60 năm cuộc đời. Cuộc đời chỉ có 60 năm mà. Tao 59 rồi, còn có 1 năm nữa thôi. Tụi bay tra tấn cái kiểu này chắc tao chết sớm quá. Ta là thế đời sống không được bao. Thuốc. Em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời. Anh ơi ta sống có được đâu. Anh còn lấy thuốc nữa nha. Thuốc. Ta yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Em ơi ta sống là bao. Ê ồ ồ ồ ồ. Yêu em nhấn cho anh đời. Và chị mình em thôi. Ê ồ ồ ồ. Đi đỡ hơn chưa tía? Đỡ cái gì? Tụi nó còn hát là tía còn mệt á. Ý, con nghe im rồi, chắc là nghỉ rồi đó tía. Không dám đâu con. Dạ. Nó cũng nghe mệt á. Để chút nữa nó hát nữa cho con. Trời ơi. Con. Dạ. Con nghe kỹ coi tiếng của đứa nào nó hát vậy. Con nghe. Chiều mình gặp nhau đây mà sao đã nhớ như vậy. Như là tiếng của anh Bảy Cò hay sao á tía. Thằng Bảy Cò? Dạ. Con mau chạy qua nhà không hay lúa. Kêu cũng qua đây liền cho tía. Dạ dạ, để con đi liền. Tía đừng có nóng. Nóng huyết áp nó lên nữa đó. Tía ngồi nha. Em ơi đâu thành đò đây em sống không quen. Đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Hay là mua cái loa về để rảnh rảnh mở ra hát hò cho nó vui. Để rảnh đi coi thử coi. Dạ, mấy đứa nhỏ nhà mà hay cái tin này khoái nhảy tưng tưng. Bác Hai ơi. Gì vậy con? Con qua nhà tìm bác Hai mà không có bác ở nhà. Bác gái chị con qua đây đó. Có chuyện gì á? Con cũng biết nữa, tía con kêu kiếm bác đó. Có chuyện gì không? À, con cũng không biết nữa. Ờ à, tao biết rồi. Chắc rủ tao qua đờn ca chơi chứ gì. Không có phải. Bây giờ bác Hai qua nhà con gấp đi. Bác Hai không qua lẹ. Tía con mệnh hệ gì rồi con có biết đâu nha. Trời đất ơi, có chuyện gì quan trọng dữ vậy? Tích điện của Hồng ơi. Đi đi. Dạ tía, bác Hai tới rồi. Ủa anh Chính à. Kêu tôi qua có chuyện gì không anh? Chú Hai ngồi đi. Bệnh sao mà mặt mày tôi thấy xanh như đít nhái vậy hả? Chú cũng biết đó, tôi có bệnh suyễn mà. Cái đó biết lâu rồi. Mới bị lên cơn nữa nè. Sao vậy? Thì dạo này tôi bị bội thực với ba cái nhạc nè. Ủa anh là thầy đờn mà anh bội thực âm nhạc là sao? Dạ mời bác Hai. Ờ cảm ơn con. Dạ tiếp. Để đó chưa. Thôi tía với bác Hai nói chuyện nha, con ra sao không chứ? Ừ. Dạ. Nhạc thì cũng phải có chừng có mực. Cũng còn phải để cho người ta thưởng thức nữa chứ. Trời ơi, nó mở nhạc lớn, muốn banh cái nóc nhà luôn. Làm sao chịu nổi. Hồi xưa đó, anh này có ngón đờn. Tôi thì ca vọng cổ. Mỗi lần tôi xuống vọng cổ á, nó Mùi ơi là Mùi, tôi nói bả mê tôi tới bây giờ là cái vụ ca vọng cổ đó anh. Trời ơi, tôi nhớ chứ. Hồi xưa nó là cái thú vui. Còn nhạc bây giờ, trời ơi, nghe nó nhức óc lắm.
Nhạc tuổi trẻ bây giờ nó đâu có giống mình hồi xưa anh. Cái đám ôn dịch á, nó ca gì mà trưa trời trưa trật, nó không để cho người ta nghỉ ngơi gì hết. Tuổi ôn dịch vật nào vậy cả? Con cái nhà ai mà ca thì ca giấc tối chứ sao mà ca giấc trưa? Bộ mấy thằng này nó điên hay sao mà? Thì là mà thôi, anh cứ ngồi đây đi, một chút nữa là anh biết ai à. Tôi ngồi đây để tôi canh nè, đằng nào mà giác này mà rống lên một cái gì tới xối tôi cho nghe. Xin lỗi anh nha, có điện thoại chút xíu tôi nghe chú. Alo, bà hả? Có gì không? Có đám cưới hả? Có đám thì cho tôi nói chai xả láng luôn đi. Vậy nha. Nên nói gì? Thì tôi nói ba cái vụ nhạt nhẽo đó đó. Có điện thoại nữa. Tôi nghe nè. Chuyện gì sao nãy không nói luôn đi? Điện tới điện lui hoài vậy? Ba cái tật đó không bỏ à? Cái gì? Ừ, tôi về liền. Có chuyện, nhà có công chuyện, tôi về nghe. Ê, tôi chưa nói hết mà cha nội. Thôi để bữa nào qua nói nữa, bữa nay tôi thấy anh thở nhiều quá. Ngồi để tôi chỉ nghe anh thở thôi chứ đâu có nghe anh nói gì đâu. Tôi về chứ. Ê, bài bên nhau, một tay xuống, thiệt tình à. Rồi đêm nay sẽ trao nhau tình đắm say. Em ngàn lời muốn nói rằng anh yêu em. Anh Bảy. Nãy giờ anh hát 8 bài rồi đó. Cái bậy quá, hết bài này là mới hết 8 bài. Để em hát, tôi đang hứng mà mệt quá. Này em yêu ơi, yêu em đứng trên đời, yeah. Anh yêu em, không mất tiêu rồi. Trong trái tim anh, Ê, ôi anh nhớ qua đi tôi. Nó nhạc hoài. Ủa, làm gì ba dạy? Hát giờ hát hoài tới lượt tôi chứ. Cái lượt gì, một lượt là 10 bài, mà bây giờ mới 8 bài, còn 2 bài nữa mới hết lượt, đưa đây hát tiếp. Nghĩ khỏe đi, ông hát nãy giờ rồi, để ba dạy hát đi. Đợi xíu. Hát dở mà hát hoài. Nói vậy là xúc phạm nha. Kệ mày chứ. Trời, ông nói lại lần nữa rồi. Tao nói mày hát nghe muốn ói, rồi sao? Tao đạn mày kể tao lại coi. Mày muốn gì? Thôi, từ từ nói đi vậy. Thôi từ từ anh ơi, từ bình tĩnh đi. Hát dở hả? Bình tĩnh. Có gì từ nói, gì từ nói đi anh. Từ nha anh. Hai cái đứa này đi đâu mà giờ này chưa thấy léo hánh gì tới đây thiệt. Alo, tôi nghe đây. Nhưng mà trời đất ơi, ủa mà quên hỏi không biết ở đâu nữa. Gì? Chúng hồi đừng nói tiếng nghe. Tiếng nghe nó quýnh tao chết luôn. Nó mệt quá. Tự nhiên đi gây lộn mấy nó chi gọi giờ sợ. Sao mày đổ lỗi tao không vậy? Tại anh kia nói chi? Thì á, nó muốn hát anh nhường cho nó hát đi. Có chết chóc gì đâu. Đi ca mà nhường người ta thà vậy ở nhà cho rồi. Thì gặp mày á, mày có nhường người ta không? Nè, tôi nói cho anh biết nha. Hồi nãy mà không nhờ tôi với ông ba dai can ra đó hả? Nó đánh cho ông nhường như trái chuối vậy đó. Chứ không phải được nguyên vẹn mà về tới đây đâu ha. Không mệt quá, vô nhà. Ơi, đứng đi. Hai đứa lên đại biểu. Tao có trốn khỏi tao đâu mà tính trốn hả? Đó, tại ông hết trơn á. Vợ tôi bị giả lây rồi nè. Chuyện gì? Nói nghe coi. Dạ, tự nhiên con đang hát, cái nó giật micro của con, rồi nó còn chê con hát dở nữa tiếp. Mà ông hát dở thiệt chứ bộ. Mày,
Trời đất ơi, ông có biết cái thằng mà tự xưng là đội trưởng, cái bắp chuột nó bị lớn vậy nè, gì nè. Tôi nhìn tôi còn sợ. Kệ đó chứ, muốn hát thì đợi tao hát xong đi. Cứ ỉ chuột bự giật giật hả? Hát xong đi giật, còn tay nghe hát giật giật này kia, ai cho? Thì nhường nhau tiếng không được hả? Không á. Thôi thôi thôi, hai thằng cầm họng nó hết đi. Cái lo đó đó là để ở nhà hát nhạc nghe chơi, để cho thư giãn, chứ không phải để cho tụi bay chở hết đầu trên xóm dưới, ngày này qua tháng nọ, ca hát ông sụp phá làng phá xóm, bà con ta ngủ nghe không được. Đó, nghe tía nói chưa? Dạ, không biết rồi tía. Ca hát thì đấm hơi không ăn dây đờn mà tối ngày rống rống rống, làng cả xã ta ngủ nghe không được. Xong chưa Tám? Từ từ đợi xíu. Mới làm gì tho son chét phấn gì lâu dữ vậy? Ủa mà anh thấy cái áo đỏ tôi mới mua ở đâu không vậy? Áo đỏ hả? Ờ. Mày quăng tùm lum tùm la, má quăng vô thùng rác rồi. Trời ơi thiệt luôn á. Để đồ để bừa bãi thiệt. Nè tiếp. Tính đâu hả? Dạ thằng Thằng Tám nó rủ con qua bên quán cô Diễm Hồng hát. Ủa bữa hôm đi với tụi ba giai xém chút đánh lộn rồi chưa tởn hay sao bữa nay đi nữa? Tía, quán cô Hồng á mới một cái lò hát hay lắm á nghe tía. Hôm bữa con qua quán nhắn que à. Con qua con hát mới có mấy câu à. Trời ơi khách nó kéo vô nghe nụp 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 với tía. Con từ ca sĩ hát chính mà chuyển xuống là âm thanh luôn á. Vui lắm tía. Vui không? Dạ vui. Vậy ở nhà không đi đâu hết. Chạy xem ra ôm mà cái đầu mày cứ tém vét tối ngày. Cho đẹp trai chú. Đẹp cũng dám đẹp đâu. Trời đất ơi. Bữa nay tính đi thăm em nào hay gì sao vận đồ bảnh tỏn dữ vậy? Em nào? Mày dùm cái đầu tao nè. Còn có mấy cọng tóc à. Có em nào nó cho bả về bả cạo luôn chọc lóc ra hả? Chơi đâu vậy? Coi cái lo. Đằng chủ nhật này mấy đứa nó rảnh á. Chở đi coi được mua luôn. Trời đất ơi. Còn cái lo thôi mà mặc đồ đẹp trai măng dài rồi đó trời. Trời đất ơi, bộ mày tưởng vẫn chơi hả? Tao nghe mấy đứa nó nói mày lợi mua hàng đó trước khi thử lo đó là mấy cái cô bán hàng nó live stream live gì đó phải không? Rồi nó quăng lên trên trời cả thế giới này tao biết mặt mình hết á, ăn mặc lơ mơ mất thương hiệu hay lúa sao mày? Trời, tính dữ trời. Mày chạy xem đâu ông chứ đâu phải luật sư đâu mà nói nhiều quá vậy mày. Hôm bữa con cũng mới mua cái lo, chiều chiều về hát đã dễ sợ xà đã luôn á. Mày cũng biết hưởng thụ quá ha. Trời chú sao chú? Thôi đi đi, trời chuyển mưa tới giờ nè, để mưa ra khỏi đi đó. Trời mưa tắm, dân chơi sợ gì mưa rơi. Này nó không có mưa rơi mà nó mưa lớn á phải không? Rồi đi không có được, tới chiều cái là người ta dẹp hết. Ông nội ơi. Dạ dạ. Mời khách VIP, đội đóng bảo hiểm vô. Đó. Đó. Thích chạy chưa? Đó. Mời khách VIP lên xe. Quay đầu. Ok khách VIP. Đợi chút nha khách VIP. Rồi chào lên. Từ nha. Ờ dạ. Tao cũng sống lâu lắm. Tới luôn đó thầy. Tới luôn chú ơi. Đúng là già thiệt chứ. Tình hình sức khỏe nó xuống cấp. Xuống không hay. Cố gắng mót mót sống thêm 40-50 năm nữa mà không biết nổi không. Mắt con đã mưa. Bệnh 2-3 ngày ngồi không nổi luôn. Tính đi mua cái loa về cho mấy đứa nhỏ nó hát. Mắt đã mưa cái quầy đầu lại luôn. Rồi cái bà này. Mình bệnh hoạn mà bỏ nhà đi đâu mất tiêu vậy không biết. Khổ thiệt chứ. Ây da, nó nhức tay nhức chân. Má Nhũ à? Trời Phật thánh thần thiên địa ơi. Bà đi đâu giữ thần vậy?
tôi bệnh hoạn, bà không ở nhà bà chăm sóc cho tôi, bà làm ơn làm phước bà dời gót ngọc bà về nhà bà lo cho tôi cái, mệt muốn chết đây nè. Vậy thôi đi luôn đi. Nhỏ nhỏ, chú Hai chúc mấy con ơi, chú Hai bệnh đó. Nhỏ nhỏ mấy ông nội ơi, chút đầu quá à. Đề nghị cái bộ phận âm thanh nó điều chỉnh cho nó nhỏ lại, thấy không? Còn không á, làm ơn dời cái tụ điểm này đi chỗ khác giùm tôi đi. Mấy cái thằng ôn dịch vật này thiệt chứ. Không yên thiệt tình. Gì ồn ào quá vậy? Đi mua loa tía. Nay chủ nhật á tía. Mình đi mua loa á tía. Dạ. Chủ nhật là sao? Thì mình đi mua loa. Cũng vì ba cái loa đó nó hành tao đêm hôm có ngủ nghe gì được đâu. Chuyện hôm nay chủ nhật thì hứa được rồi, đi mua loa đi tía. Đúng rồi đó tía. Nhưng mà không ngủ được, giờ mở mắt ra đâu được. Mở mắt ra không được, sao giờ mình thấy loa. Đổ sao vô lửa đại đi không sao thôi tía. Thôi giờ tao đổi ý rồi. Đổi gì nữa? Ông có mua lo mua liếc kìa. Ủa tía. Tía. Tía hôi mà tía. Kỳ vậy tía. Ủa giờ sao? Ủa đã. Hả? Sáng sớm mà cái cô hồn cắt đảng gì đâu mà nó ngồi hả chần dần một đống vậy á, sao mà bán buôn kiểu này chắc ế cả ngày quá đi thôi à. Ui. Ui. Gì? Sáng thấy quán ế người ta qua chỉ mánh cho làm ăn mà tự nhiên đốt phong long người ta vậy, đốt tụi bậy vô hội phỏng tay luôn giờ nè. Ê, cách gì vậy ba lít? Mấy bữa nay á ruột không có nghe xẻo lá mình ầm ầm lên chứ hả? Chuyện gì mà ầm ầm ở xẻo lá này mà tao không biết? Bên nhà bác Hai Lúa á, hay chưa? Nhà Hai Lúa? À, hình như tao nghe ổng chuẩn bị kinh doanh nhà trọ gì đúng không? Homestay? Là cái gì? Là chỗ cho khách du lịch nghỉ ngơi. Là... thì gọi là nhà trọ? Không phải, đó là nhà mình cải tạo lại cho khách du lịch nghỉ trọ. Thì cũng là để cho khách nghỉ đúng không? Ừ. Thì gọi là nhà trọ. Homestay là nhà trọ. Trời ơi, cả cái xẻo lá này ai cũng gọi homestay, có mình nên cô là ngang ngược, là nói không đúng đó. Mày mới là ngang ngược á. Mình là người Việt thì mình nói nhà trọ, mày đặt homestay, tiếng Tây, tiếng U đó. Mệt thôi, thôi, quá. Mà bà cứ gọi nhà trọ đi. Nhưng mà tao nói nghe nè, hình như tao nghe nói á, nếu mà cái mô hình mà kinh doanh cái đó đó là ngon lắm không? Vô lắm không? Sao mà không ngon? Thế hả? Con á là con định nói á với tía con là bắt trước, mà trước khi mà nhà bác Hai chưa làm xong á, bắt đầu mình làm trước hả? Mà tía con ổng không có chịu. Trời ơi, mày nói ai chứ tía mày, tao biết quá, ổng cổ lỗ sĩ lắm, ổng là chuyên môn cái diện thủ cụ bài tân, ổng không có chịu ba cái vụ tân thời đâu, ổng khoái cái cũ à. Vậy đi. Ừ. Vậy nói tía con nói là ruột nói vậy đó, cái bắt đầu tía con á là không ghé uống cà phê ruột luôn, mắc mối gán chịu. Thôi cái trời làm dữ vậy khỉ à. Không mà thiệt, tía con cổ hủ thiệt. Ừ. Phải vì giống bác Hai á, mình mở mang đầu óc cái mình kinh doanh gì có tốt hơn không? Tao nói mày nghe nha, có nhiều người dở ghê á, có cái thời cơ làm mà không chịu làm. Tao nói thiệt với mày á, cái quán của cô nó hơi bị, chỗ này nó hơi hẻo lánh. Nó không có được như là thuận tiện như ở ngoài mặt tiền người ta. Nó đông đảo mọi người á, chứ thôi là cô cũng kiếm đi cô làm. Ai cũng muốn kiếm tiền mà, đúng không? Bậy, sao làm không được? Kinh doanh là đầu óc. Sao vậy? Tao thấy cái chỗ này á, nó nhỏ quá, với lại không được, không biết nghĩ làm cái gì được hết trơn á. Bởi lúc nào cũng vắng hết trơn á. Con có cách. Có cách hả? Ừ. Trời ơi, Bích La giỏi quá. Ê, ba Lít giỏi quá, chỉ cô coi. Khát nước quá.
Nói đi, lát tao lấy nước cam ép cho uống ha. Nhớ nghe. Ừ. Đây nè. Sao? Ở miền Tây mình là nổi tiếng đờn ca tài tử. Đúng. Tại sao mình không kêu người về đây đờn ca hát sướng rồi phục vụ ăn uống? Như vậy khách du lịch họ sẽ rất thích. Hay nha. Trời ơi, hay đó. Thí dụ quán mình ế quá, bây giờ mình phải tìm cách cho nó đông lên đúng không? Kéo khách tới. Nhưng mà cái chỗ này nó vắng như vậy, sao mà mình kéo tới được? Bây giờ là thời đại gì rồi, mình liên hệ những công ty du lịch, rồi mình móc nối với những người xe ôm, ví dụ như thằng Tèo. Như vậy mình sẽ chích một phần cho họ. Wow. Ừ, họ lôi khách về cho mình. Hay ta. Công nhận á, bữa nay mới thấy mày là quân sư giỏi nha. Quên, nghe nè. Lấy nước cam cho uống nha. Nhưng mà Út Hăng nhà tôi á, hát tài tử hay lắm á nghe. Vậy hả? Nhớ mùa chôm chôm chôm, mùa chôm chôm kỷ niệm, biết bao nhiêu nồng hâm. Chôm chôm nè anh Bảy. Ờ ăn đi, để quét cái rồi. Lấy chân rồi. Chôm mùa này sao chua dữ vậy trời. Đây, cái gì đây? Dở không chôm? Ủa, mày có thấy là tao đang quét sân không? Tao mới vừa quét xong, mày xả nữa là sao? Thì giờ á, để nó đi xuống phía em quét cho. Mày ăn xong quét không? Ừ. Nè, đó, ăn xong quét đi. Mệt quá à. Thì để từ chiều quét, cho ăn chưa xong gì hết trơn à. Làm như kỹ quá, tối ngày cứ quét. Vậy tao hỏi mày nghe. Ừ. Mỗi ngày mày đừng có tắm, mày để một tuần mày tắm một lần, chịu không? Tôi cũng tính vậy á. Thí dụ dơ còn khoe. Trời ơi, xin lỗi anh à. Ở dơ vậy đó chứ mình em thơm phức như hàm hương vậy đó. Ờ, mày thơm là nhờ xịt dầu thơm chứ nguyên người mày cũng dơ hay à. Gớm. Cả đôi vô duyên. Mừng quá. Ê, đi đâu à? Đi đâu để hồi rồi không quét nhà. Em đi ra quán chút. Quán cô Diễm Hồng hả? Còn ai trồng hoa đất này nữa? Không được nghe, tía kêu ở nhà lo coi ta xây dựng gì kìa. Trời ơi, thì mấy cái chuyện xây dựng đó anh biết thì anh ra anh coi đi. Có em chi nữa cho nó lu bu vậy trời. Mình tao làm không thể, mày phải ở nhà phụ á. Mày đi tao mát tía. Ừ. Nhưng mà tía kêu tôi đi á. Gì? Tía kêu qua cô Diễm Hồng. Đúng rồi, biết làm sao không? Bên quán cô Diễm Hồng bây giờ có đờn ca tài tử ở bển á. Tôi qua thử coi bển có làm sao. Thôi, mày đi ra ngoài rồi cái mày dính ở ngoài luôn. Mày biết chừng nào mày mới về. Chứ lại mình tao lo không xảy đâu. Ồ, không có đâu, em đi xếp về liền à. Thôi, mày muốn đi đâu đợi tía dậy đi. Hỏi tía đi. Ơ, à, tía dậy rồi kìa. Tía con đi nha tía. Cái thằng mắc dịch. Vậy cũng dụ tao được nữa. Tiền là bà chủ ơi. Ơi, tính tiền ơi. Ăn hết rồi hả? Ngon không? Cũng được. Đây vị cá, rau, canh, tất cả là 440. Hả? Cái gì vậy? Mắc dữ vậy? 440 ngàn. Trời, có 2 ly nước cơm vậy thôi tính 440 ngàn. Thông cảm đi, tại vì ở đây mình ở chỗ du lịch hả? Mình thể tính giá du lịch chứ. Nè, thế mình còn được nghe ca hát, cái gì cũng phải tốn tiền mà cậu hả? Du lịch đó thì cũng phải vừa vừa. Trời, chặt chém chỗ này ai mà dám ghé. Em nhớ cái quán này nha, lần sau anh không có đến nữa đâu á. Thôi trả lại luôn đi. Nè, 450 à. Thôi lại 10 ngàn cho tôi. Nói bo luôn 10 ngàn. Không. Có 10 ngàn không biết bao. Tôi nhớ cái quán này ha, tôi đăng lên Facebook cho mọi người biết mà tránh. Có 10 ngàn muốn bo. Đi anh. Trời ơi. Mà đừng có thách tôi á, chờ mà coi ha.
Mệt quá à, chững bồ đi chơi mà bà đặt tính toán keo kiệt. Vậy thì về mua mồi mua rượu về nhà đóng cửa hả, lại ăn chơi với nhau đi. Trời ơi, quá trời đông khách luôn ha. Ừ, cũng nhờ mày á, mày chỉ cho tao đó, đừng ca tài tử rồi khách đông quá trời đông luôn à. Trời ơi, bây giờ mày tới á, là một lượt khách mới vừa về á nha. Chứ sớm tới xíu nữa là không có chỗ ngồi á. Mấy bữa ha, không có chỗ ngồi mà đông á, người ta phải bắt số rồi đó. Bắt số phải không, cái người đó chờ lâu quá, phải đi đâu á, rồi quay lại là phải lấy số lại luôn đó. Trời ơi, đi ăn uống nghe đừng ca tài tử giống như đi bệnh viện gì bắt số luôn hả? Ồ, nó đông nó nổi vậy, tao nói thiệt luôn á, mày không tin á. Bữa nào mày lên thử coi. Cái gì? Chuyến này về phải thuyết phục tía kinh doanh du lịch mới được. Quá ham. Ừ, được đó, mày về mày ráng thuyết phục ổng đi à, rồi làm chung cho nó vui. Ê, không sợ nhà con cạnh tranh với ruột hả? Làm gì sợ, người ta nói hả, trăm người bán, vạn người mua lận. Buôn có bạn, bán có phường, bán gì mới vui. Ừ, được á, vậy á. Tiền cà phê chưa trả. Quên. Quên khôn quá. Nãy giờ khách đông quá quên. Rồi. Đây. Thiếu, chưa đủ. Nhiêu? Đây. À, đây là cộng với cái tiền phục vụ văn nghệ nãy giờ đúng không? Cũng chưa đủ. Vậy chứ nhiêu? Ừ. Nhiêu? 50. Cái gì? 50. Trời ơi, giá du lịch mà. Tôi là quân sư của ruột luôn á mà ruột lấy 50. Quân sư chứ, giờ qua uống coi như khách. Khách uống cũng nghe đừng ca tài tử thì cũng phải trả theo giá du lịch chứ. Quá đáng lắm luôn á, đối xử với quý nhân mà vậy luôn á hả? Ai cũng vậy, ai cũng nghe, ai cũng uống vậy mà. Nè ha, lấy tiền này đi. Rồi ha, cho mập vô, rồi lúc có cái gì á, không có ai nhìn đâu. Mới mốt tôi kinh doanh du lịch được, tôi lấy gấp 3 luôn. Quá đáng lắm luôn á. Trời đất ơi, từ 10.000 lên có 50.000 ly mà nó làm thấy ớn không? Làm gì dữ lắm vậy? Quá đáng à. Trời đất ơi, dạo này khách khứa đông quá trời luôn à. Một mình chạy tới chạy lui không thể nào mà làm xuể nổi hết trơn á. Mấy đứa cháu à, mà đứa à, lúc mày đi học đi làm không có đứa nào phụ mình. Tuyển nhân viên thì mấy ngày trời cũng không thấy người nào tới đây xin việc hết trơn á. Sao mà khổ ơi là khổ gì, Diễm Hồng gì không biết nữa. Cô Hồng. Ủa, chính thật sự đi đâu đây, uống cà phê hả? Dạ không. Chứ đi đâu? Tên gì? Cần tuyển nhân viên phục vụ quán. Thôi, ở đây không có đủ tiền để trả cho nhân viên kiểu như chính thời sự đâu, không được. Cô Hồng yên tâm, tiền bạc đối với con không có quan trọng. Quan trọng là con được nhiều chuyện với khách của cô Hồng á. Là sao? Cô Hồng biết không, thời buổi bây giờ á, mỗi người cầm một cái điện thoại bấm 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 bấm, không ai nhiều chuyện với con hết. Cho nên á, cái danh tiếng chính thời sự á, bị hao mòn rồi. Cho nên con phải qua đây tìm khách của cô Hồng để nhiều chuyện. Trời đất ơi, nó qua đây á, nó dành khách nó nhiều chuyện. Sao mà mình nhiều chuyện được? Không có được, làm sao có qua được cô Hồng được chứ. Có đem hồ sơ không? Dạ có, đây đây, hồ sơ của con đây. Chuẩn bị kỹ vậy hả? Dạ. Cẩn thận dữ hả? Dạ. Ôi trời ơi, hồ sơ. Mới tốt nghiệp cấp 3 à? Dạ đúng rồi. Vậy biết tiếng Anh không? Dạ biết. Nói thử coi. Dạ. Yes, no, okay. See you again, bye bye. I love you, gồm đều biết hết trơn á. Đâu cần tới chính nữa. Ở đây á, khách nước ngoài rất là đông. Mà bây giờ nếu mà chính thời sự không có biết tiếng Anh thì làm sao mà nói chuyện với người ta được ha? Như vậy là cái danh tiếng của chính thời sự nó sẽ bị lu mờ đi, nó mai một đi, uổng. Tóm lại là không được nhận. Thôi, nè bây giờ cầm đi, quay ngược lại, đi thẳng ra cổng.
thẳng ra cổng, rẽ phải. Dạ. Đi thẳng một nước, về nhà. Vậy là không được nhiều chuyện. Ừ, chừng nào giỏi thì quay lại đây ha. Goodbye. See you again. Nghĩ sao vậy chính thời sự ha? Ở đây á, Diễm Hồng là trùm nhiều chuyện rồi, mà chính thời sự tính đến đây để dìm hàng Diễm Hồng hả? Đâu có được. Tưởng kiếm nhân viên dễ lắm mà sao khó khăn quá ta. Được này mất kia. Ê, cậu kia. Dạ. Cậu kiếm ai vậy? Dạ, con kiếm chủ quán á cô. Tôi nè. Dạ. Đứng dần dần nhỏ bé vậy mà không thấy. Cô là chủ quán hả? Ồ, vậy mà nãy giờ ông nói sớm, làm con tìm quá trời quá đất luôn. Đến có chuyện gì không? À, dạ, con đến xin việc á. Kiếm xin việc hả? Dạ. Sao không thấy cầm gì giấy tờ hồ sơ vậy nhờ? Dạ, cô thông cảm, tại vì trước khi đi thì có. Nhưng mà trên đường đi thì gặp một số chuyện nên không có. Nhưng mà con hứa với cô á, con sẽ bổ sung ngay nha cô. Làm cái gì mà có bộ hồ sơ mà cũng không giữ nên thân gì, làm ăn được cái gì? Sao mất? Dạ, chuyện là như này. Sáng sớm con dậy lúc 5 giờ. Con coi đồng hồ. Sao con thấy con sớm quá. Con nghĩ mình ngủ tiếp. Rồi đến 7 giờ con dậy, con đánh răng, rửa mặt. Rồi... Ôi mệt quá à. Cho qua cái đoạn này đi. Nói vô trọng tâm cái hồ sơ tự nhiên cái gì mà đánh răng rửa mặt trong đó nữa. Cô kia nhỏ một chút. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó chứ. Vậy chứ sao, nói đi. Rồi con lấy bộ sơ ra, con kiểm tra coi có đầy đủ hay chưa. Ờ, cẩn thận vậy được. Dạ, cảm ơn cô. Rồi con lên xe. Con đen đi nửa chừng thì... Thì sao? Thì... Trời nó mưa. Có nghĩa là mưa ướt hết bộ hồ sơ đúng không? Dạ, đúng rồi. Có vậy không mà cũng làm tôi mệt à. Thôi vô đi ngồi nói chuyện nữa nè. Dạ, cảm ơn cô. Ngồi đi. Dạ. Dạ, tại cô biết sao không? Con người của con á, làm cái gì cũng phải có trước có sau, có đùi có đau, à có đầu có đuôi, rồi nên con nói chuyện á cũng phải có đầu có đuôi, như vậy người ta mới hiểu được. Rồi chừng nào mày bổ sung hồ sơ cho tao? Dạ, sau buổi phỏng vấn hôm nay thì con về con viết, con nộp cô ngay. Ừ, vậy cũng được. Dạ. Nhưng mà tao nói nghe nè, tao nói trước ha, bây giờ tháng đầu tiên á, tao nhận mày tao sẽ trả cho mày 5 triệu một tháng, à ăn tự túc. À, chừng nào mà mày làm giỏi á thì cô bao ăn. Dạ. Được không? Dạ. Ê, quan trọng là mày biết tiếng Anh không? Dạ biết. Ừ. Con nói được tiếng Anh. Vậy hả? Con viết được tiếng Trung. Ôi trời ơi, giỏi vậy. Con nghe được tiếng Hàn. Nhưng mà ngược lại thì con không nghe được tiếng Anh. Trời đất ơi. Không nói được tiếng Trung. Không biết được tiếng Hàn. Trời đất ơi, mày làm gì mà rối quá vậy hả? Tại sao mày không học nghe nói viết gì hầm bà lằng vô một cái ngoại ngữ thôi, tự nhiên mày làm tùm lum mọi thứ một chút vậy, ba mứa quá vậy. Dạ, hoàn cảnh cô ơi, để con kể cho nghe. Thôi, mày đừng kể nữa. Mày mà kể nữa chắc là tao thấy tới Tết công cô luôn quá ha. Nè. Dạ. Cô nói cho nghe, tại con nơi khác tới con không biết. Dạ. Cô ở đây Diễm Hồng cái quán này nè, rất là phúc hậu, rất là tốt bụng ha. Nhân viên của cô á, làm gì có cô là cô thoải mái hết luôn. Muốn cái gì được đó, nói chung là làm tốt ha. Thậm chí ha, làm giỏi cô cho đi du lịch nước ngoài luôn. Wow, du lịch nước ngoài luôn. Ừ. Từ nhỏ tới giờ con chưa bao giờ đi máy bay luôn á. Không biết có say xe giống như đi kia không ta. Ý mày nói là mày đi máy bay mày sợ say. Dạ, say đúng rồi. Say chóng mặt rồi nhức đầu á hả? Đúng rồi. Đi du lịch nước ngoài cũng đâu có cần đi máy bay. Nếu mà con có bị say cũng không sợ nữa. Không đi máy bay hả? Ừ. À, đi tàu đúng không cô? Cũng không cần, đi xe là được rồi. Đi hả? Ừ. Được ta. Sao không được? Năm nào cô cũng đi Campuchia đó. Trời ơi, vé có 200 mấy à. Đi về hả, dọn dẹn vé khứ hồi cũng khoảng 500. Dạ. Rẻ rề ha. Campuchia, vậy bà con tưởng được đi xa xôi, ví dụ như đi Mỹ chứ. Mỹ hả? Dạ. Là Mỹ hả? Tiếng Anh là American phải không? Mỹ là vậy phải không? Dạ, đúng rồi. Được luôn. American
American Tho. Ồ, American Tho luôn. Ừ, là ở đâu cô? Mỹ Tho đó. Dạ. Được ha. Dạ. Đó giờ có làm đâu chưa mà sao giờ này còn đi xin việc làm, có kinh nghiệm gì không? Dạ, có chứ cô, con làm nhiều chỗ lắm á. Nhưng mà sao lại nghỉ thì xin chỗ khác? Dạ, tại chủ thấy ghét nên con nghỉ chứ. Chủ sao ghét? Thì mới đầu cũng hứa hẹn rồi làm một thời gian xong nói quên. Cô thấy ghét nên con nghỉ. Trời, nãy giờ mình hứa nó cũng nhiều lắm, không biết kiểu này nó có nghỉ không ta. Mà giờ cô đẹp vậy chắc cô giữ lời hứa mà đúng không? Kiểu vậy chủ thấy ghét thiệt ha. Được. Nhưng bây giờ làm liền giờ được không? Dạ được, ok luôn cô. Vậy nha. Dạ. Tới giờ rồi, cô Bảnh nghe nhạc thôi. Anh Bảy ơi, tới phiên anh coi nhạc kìa. Ủa, đi đâu vậy trời? Anh Bảy, tới phiên ra coi nhạc kìa trời. Đi đâu không biết nữa. Alo. Anh Bảy, tới giờ anh coi nhạc rồi kìa. Trời ơi, tao đang bên quán cô Diễm Hồng coi đường ca tài tử, đang hay, đang khúc mùi mẫn cao trào lắm. Trời đất ơi, nhưng mà hồi nãy là giao kèo là mỗi người coi một buổi mà, về lẻ đi. Gì? Bữa mày bỏ tao ở nhà tao canh mình, thì bây giờ mày ở nhà canh mình đi, canh bù hồi vụ một bữa. Vậy đi nha, không nói nhiều, đang hay. Anh Bảy thiệt tình luôn á. Ngồi tôi về, tôi mét tía nè. Sáng giờ ha, mình là chủ á, mà mình quay chóng mặt luôn á, mà cái thằng nhân viên của mình tới giờ này cũng chưa tới nữa. Alo. À, dạ, alo, con nghe cô. Mày đáng đâu mà giờ này chưa tới nữa? Dạ, con lại gặp chuyện động trời cô à. Để con kể cô nghe cho nha. Thôi, mày đừng có kể nữa. Tao cho mày 5 phút nữa. Nếu mày không tới, mày biến luôn đi. Mày đừng có tới nữa nha chưa. Cái bà này. Nghỉ thì nghỉ. Mệt quá. Trời ơi, bà không. Cái gì vậy? Trời ơi, cà phê gì bữa nay mà làm đắng ngát vậy bà nội? Cà phê phải đắng chứ, bữa chè sao phải ngọt. Nhưng mà đắng vừa vừa tao uống được. Đắng cái gì đâu mà uống không được luôn à. Đi xin mấy đường coi. Hết đường rồi. Trời ơi. À, tôi nói cho ông nghe nha. Già rồi nha, làm ơn á, ăn ít đường lại. Chứ không thôi ha, bị tiểu đường, đái đường á, lúc đó hả, đừng nói sao xui ha. Bà chủ viên, tự nhiên khách hàng là thượng đế. Thượng đế mới thiếu đường, mà xài xể tiểu đường này, tiểu đường nọ. Mà chưa thấy ai như bà nữa, kỳ không à. Tôi vậy đó, uống không uống á, uống thôi đi, về bữa đi không uống nữa thôi. Mà quá. Không uống nữa, quyết định rồi, về nhà, tự pha cà phê uống. Về, không trả tiền. Về tự pha đi ha, rồi bỏ đường vô nhiều vô thành một cái món cà phê chè, ăn cho nó đã, cho nhiều đường, cho tiểu đường luôn. Anh tưởng là anh không uống là tôi không bán cho ai được á hả? Anh không uống thì thôi chứ, tôi quán được đông khách mà, tôi đâu có sợ. Trời. Chị, có phải chị chủ quán không? Dạ đúng rồi chị. Chị cần gì chị? Dạ tôi ở trên xã xuống rồi chị. Vừa rồi có người tố cáo quán chị là bán cho khách du lịch chặt chém á. Vậy tôi mời chị lên xã. Trời ơi chị có lộn quán nào không chứ? Đó giờ tôi bán buôn lúc nào cũng đúng giá mà. Làm gì có đúng giá gì? Đúng giá du lịch. Phải gì không? Cô đơn quá à. Trời ơi, sống thấy em chủ ai yêu ơi, không? Anh đang quay về em thấy... Năm xa hết. Ba lên vô đây, vô đi uống cà phê. Ba lên, vô đây vô uống cà phê, vô uống cà phê nha, uống cà phê. Chị chưa bắt số mà. Thôi, số má gì, uống đi. Ly 50.000 uống đứt lưỡi chết. Không có 10.000 à, có 10.000 ly à. Ủa, chứ không lấy giá du lịch nữa hả? Không có. Tao mới bị phạt rồi, bán giá bình thường mà. Bởi vậy cho chừa, sẵn cảnh tỉnh luôn những người mà có ý định chặt chém người ta.
khách du lịch cũng là người ta đi làm cực khổ mới kiếm tiền được. Hở cái nghe cái hơi du lịch là chặt à. Làm gì ai dám ghé? Biết rồi, bán hoài à, bán bình thường rồi. Nè, làm du lịch lấy chất lượng hàng đầu, sự hài lòng để giữ chân du khách, yếu tố con người là quan trọng nhất. Sao sao mày nói giống tía mày quá vậy? Tía mới nói xong qua nói gì ruột luôn á. Hèn chi, nhìn mày giống ông cụ non quá trời đất à. Trời, tía tôi nói thì tôi phải nghe chứ. Biết rồi, thôi giờ uống cà phê ha. Ừ, coi như tôi không uống cà phê. 3 lít này là không phải uống chùa đâu. Miễn sao giá mà nó giống như ngày thường là được rồi. Ok, rồi uống gì? Uống với kỹ. Có liền.